Tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới không phải là vấn đề mới, tuy nhiên vẫn luôn là điểm nóng vào mỗi một dịp cận Tết. Năm nay trước tình hình vừa phòng chống dịch trên tuyến biên giới lại vừa đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, thì lực lượng chức năng đã có những giải pháp xử lý như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Lần đầu tiên là bạn cũng thấy người ta buôn bán thì thấy có lời thì bạn cũng buôn thôi, cho bạn cũng biết lần đầu tiên bạn đi. Bạn nói lần đầu tiên bạn đi cho bạn không phải là nghe buôn pháo. Em thấy Tết nào thì họ cũng đốt pháo, thì họ người từ dân người ta cái nhu cầu pháo thì mình cũng đi buôn để kiếm tiền lời để tiêu Tết thôi, chứ không biết chết. Tôi thì biết vận chuyển pháo là trái phép của pháp luật, nhưng vì tôi kẹt tiền đến đọc tiền lại tôi phải làm cho họ. Trên đây là những lý do mà các đối tượng buôn lậu pháo thường chống chế khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Với những thủ đoàn khác nhau, các đối tượng buôn lậu pháo đang sử dụng nhiều mánh khóe để qua mặt lực lượng chức năng. Đặc biệt, các đối tượng còn dùng đến cả trẻ em để vận chuyển pháo và nhiều thủ đoạn khác. Hoạt động pháo là do cuối năm là nó diễn biến phức tạp hơn và có chiều hướng gia tăng hơn. Các đối tượng là tập kết hàng pháo ở phía bên kia biên giới, bắt đầu chẻ lẻ hàng hóa pháo trái phép, lợi dụng sơ hở hoặc là thời tiết điều kiện để chở qua mặt các lực lượng, các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng trên tuyến đường chính. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, các đối tượng vận chuyển pháo sẽ còn manh động và liều lĩnh hơn. Điều này tạo nên mối hiểm nguy, đe dọa đến tính mạng, tài sản của mọi người. Để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu pháo giai đoạn cuối năm, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều giải pháp. Công an thành phố tiếp tục thực hiện cái mệnh lệnh 01 của giám đốc, thành lập các cái đoàn liên ngành để kiểm tra, tuyên truyền về công tác phòng chống pháo nổ. Đặc biệt những cái đối tượng mà có nguy cơ cao thì sẽ có cam kết mở các cái đợt cao điểm đấu tranh phòng chống đối với cái hành vi vi phạm này. Còn đối với các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Bình, hàng năm cứ vào dịp Tết đến xuân về, tình hình đốt pháo của người dân ngày càng gia tăng. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng đốt pháo của người dân. Công an tỉnh sắp tới sẽ huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ về cơ sở để cùng với lực lượng công an cơ sở làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, đặc biệt là tập trung cái việc là đấu tranh các hành vi tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.